Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp được cập nhật trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, mỗi một tháng trôi qua thì người người nhà nhà đều mong chờ bản thân và gia đình sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có như ý muốn thì ít nhất cũng phải cố gắng giải quyết được những khó khăn còn tồn đọng. Sau đó nỗ lực nhiều hơn để tìm kiếm cơ hội thăng hoa. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng nhiều may mắn. Tất cả các thành công có được đều phải đánh đổi và hy sinh. Trong năm Canh Tý 2020 này, có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhưng đặc biệt với nữ mệnh chủ tuổi Dậu, trong tháng 6 âm lịch thời gian này sẽ tìm được cơ hội để đổi đời, tiền bạc nhất chặt chẽ, được tận hưởng vinh hoa phú quý. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020, tử vi cho nữ mệnh tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch dự báo rằng những ảnh hưởng của cát lành, ngôi sao trong năm Canh Tý trở thành một năm đáng kinh ngạc đối với nữ mệnh chủ tuổi Dậu trong tháng này. Bạn có thể mong đợi một tháng vô cùng may mắn trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều điều xui đối với nữ mệnh chủ tuổi Dậu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 6 âm lịch, những giá chủ tuổi Dậu cần phải chú ý. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức 23 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 và nữ mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Ngày âm lịch 15 tháng 6, tức mùng 4 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 và nữ mệnh chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Ngày âm lịch 27 tháng 6, tức 16 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 và nữ mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Các ngày tốt đối với nữ mệnh chủ tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý, đó là ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, tức 24 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 16 tháng 6, tức mùng 5 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 6, tức 17 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong cùng bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi của tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch. Tuổi Dậu là biểu tượng cho con gà, là con giáp đứng hàng thứ 10 trong danh sách bảng xếp hạng 12 con giáp. Nữ mệnh chủ tuổi Dậu rất thông minh, có ngoại hình đẹp, rất thu hút người khác giới, đặc biệt là nam giới. Trong cuộc sống, họ luôn đặt vấn đề công việc lên hàng đầu và tâm huyết tích cực hơn so với những tuổi khác. Vì vậy, nữ mệnh chủ tuổi Dậu thường được sếp tin tưởng và giao nhiệm vụ. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thay đổi công việc mới thì tháng này không phải là tháng triển vọng để bạn thực hiện. Nữ mệnh chủ tuổi Dậu có tài năng nhưng thường chưa biết cách tính toán thiệt hơn, dẫn đến hiểu nhầm, ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức. Tử vi về tài lộc.
đây là một tháng có lợi nhuận cao của các doanh nhân. Tất cả các liên doanh và đầu tư tài chính mới sẽ sinh lời. Điều quan trọng là bạn phải quản lý chi tiêu. Tất cả các khoản đầu tư nên được nghiên cứu kỹ lưỡng. Người độc thân nên hỏi ý kiến cha mẹ để xử lý các vấn đề tài chính của họ. Các doanh nhân nam nên cùng vợ chăm sóc tài chính. Trong tháng, bạn sẽ có sự hỗ trợ liên tục của bạn bè. Nhớ đừng đánh bạc và không nên quá tham lam khi đầu tư. Tình hình tài chính của tuổi Dậu trong năm 2020 thực sự mệt mỏi vì bạn luôn phải chi tiêu nhiều việc cho các mối quan hệ, các buổi tụ tập và cả vấn đề liên quan đến gia đình. Cần phải có kế hoạch rõ ràng, không đến lúc mình cần lại không có mà tiêu. Muốn cải thiện tài chính phải nỗ lực hết mình, có thể tự tìm kiếm mối làm ăn như bán hàng thêm, làm cộng tác viên, kiếm ít thành nhiều, rồi cũng sẽ có được cơ hội mới mở ra. Về sự nghiệp của tuổi Dậu. Sự nghiệp của tuổi Dậu vào tháng 6 âm lịch cho thấy sẽ có rất nhiều cơ hội cho bạn, sẽ có một cơ hội khá tốt để được thăng chức tăng lương. Bạn bè của bạn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều về sự nghiệp và công việc. Thông báo công việc của tuổi Dậu không được như ý do luôn bị tiểu nhân đeo bám, kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở để dình bạn. Công việc không như ý do nghe lời dèm pha, làm việc không nguyên tắc, lười biếng chừa việc. Nếu không rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại, lấy công chuộc tội thì đến công việc cũng chẳng còn, chứ đừng nói là cơ hội phát triển. Tốt hơn cả là nên tránh xa những buổi tụ tập bạn bè đông đúc, tránh nghe lời người khác dụ dỗ, nghĩ sai về người tốt và lại nghĩ tốt về người xấu để bản thân rơi vào bẫy. Cứ làm việc trung thành, tâm huyết với cấp trên là được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ không có những xui xẻo. Bạn cần phải chú ý đến những gì bạn nói. Đôi khi, cái miệng của bạn có thể gây rắc rối cho chính bản thân. Cần phải tránh xung đột và tranh chấp với người khác. Tháng này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ bị hư hao tiền bạc, dễ hao tốn tiền của vào việc, trong đó có cả cho sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tử vi về tình duyên. Dự đoán tình yêu dành cho nữ mệnh chủ tuổi Dậu trong tháng báo trước rằng định mệnh đứng về phía bạn trong vấn đề tình yêu. Mặc dù ít cơ hội để có được mối quan hệ yêu đương, bạn vẫn có thể gặp được người bạn đời phù hợp. Có một mối nguy hiểm rình rập đối với các cặp vợ chồng trong tháng này. Do đó, nếu muốn cuộc hôn nhân của bạn lâu bền, phải giữ cho người bạn đời của mình hạnh phúc bằng sự quan tâm ấm áp của mình. Sự lãng mạn giữa bạn và bạn đời sẽ nảy nở và có nhiều khả năng sẽ có một thành viên mới trong gia đình. Về sức khỏe, dự báo sức khỏe cho những nữ mệnh tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch không thể hiện một bức tranh đẹp. Nơi làm việc có thể là một nguồn gây căng thẳng, bạn nên thực hiện các bước khắc phục để giảm căng thẳng. Lái xe nên cẩn thận trên đường để tránh bị tai nạn. Nữ mệnh chủ tuổi Dậu nên cẩn thận tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai nên chú ý đến những gì họ mặc để hóa giải những âm khí sát khí cũng như mang lại bình an may mắn. Mệnh chủ cần chú ý luôn mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Trong tháng 6 âm lịch, vận thế của tuổi Ất Dậu khá là thuận lợi, thành tích học tập có những tiến bộ nhất định. Nhưng bản mệnh khó tập trung, dễ bị phân tâm vào nhiều vấn đề khác nhau. Vì vậy, những bậc làm cha mẹ cần phải dành thời gian chú ý đến con cái nhiều hơn, nên hướng con cái tới những điều tích cực nhưng không nên sử dụng những biện pháp ép buộc khiến cho trẻ dễ nảy sinh tâm lý phản kháng. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Bước sang tháng 6 âm lịch không phải là một tháng may mắn đối với nữ mệnh tuổi Đinh Dậu.
trong công việc, bản mệnh phải chú ý đến tiểu tiết, đề phòng kẻ tiểu nhân bàn ra tán vào, gây ảnh hưởng đến công việc. Khi bắt tay vào thực hiện việc gì cũng cần phải cẩn trọng, tránh tạo ra sơ hở, sai sót đáng tiếc. Khi gặp vấn đề gì, cần giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan, tham khảo ý kiến của những người đi trước và những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Không nên suy nghĩ tiêu cực hoặc quá mức căng thẳng bởi những áp lực tinh thần có thể dễ dàng tác động đến sức khỏe của bản mệnh. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Vận thế của nữ mệnh sinh năm Kỷ Dậu lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn đến vị trí cao hơn. Bước sang tháng 6 âm lịch, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý, có thể dẫn đến các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tháng 6 âm lịch không phải là một tháng thuận lợi đối với nữ mệnh tuổi Tân Dậu, đặc biệt là trong sự nghiệp, bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn. Có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh, khiến cho bạn không thể tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội thể hiện khả năng của bản thân. Hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp, bởi vào khoảng giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Bước vào tháng 6 âm lịch năm Canh Tý, vận thế của nữ mệnh tuổi Quý Dậu khá là ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến cho bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Những người độc thân thường khá là nhút nhát, không dám bày tỏ cảm xúc của mình nên dễ bỏ lỡ cơ hội. Đối với những người đã lập gia đình trở nên khá là đào hoa, vì thế bạn cần biết cách giữ khoảng cách với người khác giới có ý định tiếp cận để tránh kẻ thứ ba gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ cần chú ý ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức 23 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Tinh Mão. Ngày âm lịch 15 tháng 6, tức mùng 4 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của nữ mệnh chủ Quý Dậu sinh năm 1993. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng Phong Thủy Độc Tài. Để hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của gia chủ tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Chúc quý anh chị thành công thuận lợi trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.